quá ngon luôn mọi người ơi. Quậy ngũ cốc dinh dưỡng cho mấy chú chó con nè, dù nãy giờ là chưa chịu ra ăn nữa. Rồi mình sẽ quậy sẵn rồi mình để ở đây chút, mình đi vô chút nó không có thấy bóng người thì nó mới dám ra ăn nha. Đây là ngũ cốc dinh dưỡng nè, để bồi bổ cho mấy chú chó con mình đây. Đây chú chó con thấy mình đi xuống là chui vào hang trốn hết rồi, chắc mình phải đi lên để cho mấy chú chó con này ra ăn. Giờ mình sẽ đi lên trên đó mình đứng cho con có đi ra ăn không nha mọi người. Mình là mấy em rút vô hang hết trơn rồi. Đấy, ra chơi nè. Ra đây. Ê. Đi ra đây. Khôn lắm nha mọi người. Cho ăn là không có ai mới đi ra ăn. Cần thấy bóng mình đi ra là rút vô hang trốn.